Kereta ni teh yang berok tu. Takut tau. Ni. Wow. Oh. Trong này là gọi là chung gì anh? Ngất rồi chứ. Dạ. Đây, sắp có. Đây, một chục. Cảm ơn. Từ từ, đi đi. Quay thoải mái á, để xong rồi nếu mà muốn đi rừng á, chắc đi rừng luôn. Hay á, lên đây em ở luôn á. À, đi rừng, đi bắt gà rừng, bắt sóc, bắt đủ thứ hết á. Ờ, hay nha. Chó gì giống chó sen đúng không? Thì chó trộn cỏ như là huấn luyện á. Đây này. Đâu có con, bắt được con rồi chưa? Ủa, chó rừng ở bên chó sen đúng không? Chút nữa. Không, đi dạo rồi. Chút muốn về. Thì cứ đi mua đi, một con xuống lấy. Dạ dạ. Mang cho bự rồi. Mang cho bự ghê. Được con rồi chưa Tăng? Bắt con gì anh? Chuột à? À bắt chuột, thấy không? Chuột thường có mang chó nó gì? Đây chừng đi bắt dúi á, mới vui. Bắt dúi. À, được 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 kìa. À, được được nhiều chưa anh? 2-3 con. À trong mấy cái hang này. Đổ nước vô nó ngợp ra đúng không? Mấy chục bự không anh? To không? To rồi. Một 2 con thôi. Bắt về mình làm món gì ngon? Để nước. Nước. Có mấy con chó đã hả? Mấy con chó sàn. Phải hả? Ừ. Phải hả? Bố bất cứ bố luôn á cơ. Lạnh. Cho nên là. Ủa anh đào kìa. Ủa chục anh à, anh bỏ vào bị nè hả? cho em coi với. Cái này lên tè rồi mà rộ từng. Ta có đâu. Đây. Wow. Oh. Chục này là gọi là chục gì anh? Ngất rồi chứ. Dạ. Đây một chục. Cảm ơn. Đây có mấy con chó nó đi săn nè. Đi tìm chuột đó.
con đào kìa. Chỗ đó đâu có nước đâu. Ở đây mới có nè. Tại mấy con chó nó khôn lắm, nó đi tìm mấy cái hang á. Xong nó ngửi mùi mà nó nghe cái mùi trục là nó đào. Hai con. Bên này anh đổ nước vô, giờ anh đợi nè. Túi chuột anh, túi chuột mấy con rồi biết nhiều lắm, có chục con được dĩa rồi đó. Chúng ta thịt kìa, ta thịt béo to, nó cỡ cổ tay, chuột giống chuột bạch đó, chuột trong lú, chuột trắng à, màu trắng luôn, xám xám, xám xám, trắng trắng, xuống đây một chút. Này, có cái hang vậy, có cái hang xong rồi mấy anh đổ nước vô cho nó ngợp, ngợp xong chạy lên mấy chó nó ngửi mùi, nó tìm được mấy cái hang á. Đó đó, nó chạy đi tìm đó. Rồi mình không có duyên bắt chuột cùng mấy anh. tới đừng lại tới quay đi bắt đào tới chết luôn vậy. Có không? Có. Thầy á. Tối em đi á. Tối cái để bắt gì không anh? Chỉ bắt chuột thôi. Cứ thế chiều đi sớm sớm đi.